Karuna. Xin chào tất cả các bạn. Thì hiện tại Gà đang ở thành phố Ninh Bình. So welcome to my Ninh Bình vlog. Gà đang đi cái trip này chung với một người bạn của Gà. Gà quen bạn này ở Đức. Bạn này tên là Arukna và bạn này là người Nepal. Thì bạn cũng đã xuất hiện trong cái vlog đi Hà Nội của Gà rồi. Nếu các bạn xem cái video đó thì chắc là các bạn cũng biết Arukna. Địa điểm tiếp theo tụi Gà khám phá sau Hà Nội đó chính là Ninh Bình. Bởi vì cảm thấy Ninh Bình thực sự rất là đẹp với mọi người, kiểu thiên nhiên ở Ninh Bình rất là hùng vĩ á, kiểu Gà thấy không có thua bất kỳ kiểu ngọn núi hay là kiểu sông nước nào mà ở mấy nước khác hết trơn á. Nên là Gà quyết định là để dắt Arukna đi Ninh Bình. Thì sáng nay tụi Gà đi xe từ Hà Nội đến đây mất 1 tiếng rưỡi. Thì Gà thấy là cũng kiểu nhanh đó mọi người, kiểu cũng rất là gần Hà Nội, đi rất là tiện luôn. Và lúc mà tụi Gà vừa tới thì tụi Gà có ăn món bún chả quạt. Thì lúc đó là Gà quên vlog lại, tại hồi sáng nay nhìn Gà cũng tê tu với mệt đó. Nên Gà sẽ bắt đầu vlog từ bây giờ. Thì kế hoạch chiều nay á thì là Gà sẽ dắt ở Arukna đi chắc là tham quan một xíu. Tụi Gà đang ở cái khu này, hình như là cái khu gần Tam Cốc hay là trong Tam Cốc luôn á. Gà cũng không biết, Gà cũng không rõ lắm. Nhưng mà đây, xung quanh bao bọc kiểu cánh đồng rồi kiểu nhìn bầu trời xanh ngắt này rất là đẹp luôn á mọi người. Hiện tại thì tụi Gà chỉ biết là tụi Gà cũng đang khá là đói nên là chắc là sẽ kiếm đồ ăn vặt gì ăn linh tinh. Và ngoài ra thì kiểu chạy ngoài đường xem mọi người ở đây sống như thế nào mọi người, kiểu vậy thôi. Chắc lát nữa thì Arukna sẽ chở Gà, tại vì Gà nghĩ là ở đây á thì kiểu cũng ít người á, kiểu traffic không có kiểu điên lắm á, nên là Arukna là hoàn toàn có thể lái được. Ok, đi thôi. Các bạn xem thời tiết này, kiểu trời đúng đẹp luôn á. Mà nắng, chắc là cái này ra đường là đen chết luôn. Nhưng mà thôi, đang đi du lịch, cố gắng. OOTD Chín chín Are you ready to explore Ninh Bình? If we're going to the park, we're gonna do good. Ooh, you have like the whole balcony. Damn, that's so dope. Damn, your room is nicer than mine. Your room is nicer than mine. I hate you. Look, your room is so much nicer, I'm telling you. Oh, your room has like a whole makeup desk? Crazy. And the fan. And look, it's paintings. Yeah, paintings. Damn. My room is nasty. Đây là cửa sổ phòng của Arukna nè, các bạn xem nè. Trời ơi, quá là xinh luôn á. Trời ơi, nhìn cái view nè. Đẹp hơn phòng Gà 1000 lần. Đẹp hơn phòng Gà 1000 lần. Trời ơi, nhưng mà thôi, chịu rồi. Lúc đó để hai cái chìa khóa xong Gà tự bóc phòng phòng kia nên là thôi. Alright, alright, are you bringing your camera? Yes, I am. Aww. Tụi Gà đang ở cái chỗ này, hình như đây là chỗ làng Cối Khê á mọi người. Gà search ở trên Google thì đây là làng Cối Khê. Xong rồi chạy tới đây. Mời các bạn xem cảnh nè. Đẹp quá. This is Arukna with his small Polaroid. Is it beautiful, Arukna? Very pretty. À, các bạn xem nè. Đẹp ha, cảm giác rất là yên bình luôn á. Cái núi quá đẹp luôn á. Trời ơi, đẹp quá. Mình nhìn con đường bên kia mọi người, kiểu chill gì đâu luôn á. Damn, I love this view.
đẹp luôn á. Aruna đang kiểu cực kỳ ấn tượng. He is very impressed. Oh, I love Vietnam, yes. Tôi yêu Việt Nam. Tôi yêu Việt Nam. Quá tuyệt luôn, too good. Damn, you're a native. Phát the tongue, wow. Let's like, you know. You always yeah. Wow. The lighting is like crazily good. Yeah. Tụi tớ thử mới ăn hết một phần dumpling tôm. Tôi muốn một tách cà phê. Tôi muốn một tách cà phê. Và ngoài ra tụi các bạn ăn hết một chĩa fries nữa. Buổi sáng. Buổi sáng. Yeah. I don't know. We're in this like very chill coffee shop. This is not a coffee shop. This is a restaurant. It's a big family cafe. Yeah, it's a big family cafe. It's a big family. Big family cafe. Respect. Respect. It's so chill. It's Aruna do the rap. Hello. Hôm nay là ngày thứ hai của tụi gà ăn bệnh. Và kế hoạch của tụi gà hôm nay sẽ là ăn sáng. Món tụi gà chọn ăn sẽ là bún ghiêu. Sau khi ăn xong bún ghiêu thì tụi gà sẽ đi cái đó là gì? Chùa Bái Đính. Thật ra thì bình thường là cũng sẽ không bao giờ đi chùa, nhưng mà tại hôm nay có ở lúc này nên là sẽ dắt ở lúc này đi để ở lúc này tham quan chùa Việt Nam. Chùa Bái Đính. No. It's chùa Bái Đính. I didn't say anything about chùa Bái Đính, I'm telling you. Nghe đồ rất là ngon. Và rất là local. Local. In the middle of the market. Yes. Cô đang chuẩn bị đồ ăn. Wow. What else? Lemon. Suất này nhiều quá này, suất bò thế. It's really big. Sao bây giờ về nhà mua nhiều quá. Ê, trong này có cá. Có rêu. Có mọc, nhưng mà mọc rất là nhuyễn và không có nấm đông cô. Xong rồi có cả what is this? Dọc mùng. Đúng rồi. Nhìn nó khá giống như là bún sườn vai. Nhưng mà nó có riêu nha. Wow. Go for it. One bite. I remember you love crab. How is it? Is it good? Is it bad? It's so good. It's actually so good. Better than the meal we had yesterday. Almost. Cái nước lèo nó cũng vậy ha. Cũng là nước lèo kiểu bún riêu nhưng mà nó có thêm cá chiên. Nói lại là tô bình thường còn có thêm chả lá lốt nữa. Nhưng mà cảm thấy không ăn chả lá lốt. Cá chiên, try the cá chiên. This is not cá chiên, đây là chả chiên luôn. Đây là cá chiên. Cá chiên nhìn rất là giòn. Và rất là cá chiên. You seem to like snoop that. You're blending into the background, Arugna. Wow, can't see you anymore. Okay. Wow. I mean, like, all he does it for money. I'm like, a lot of people also would do it for the money. Yeah. But not all of them made this it turn you know, like this as well. Because some other guy would ruin it. Like, but yeah, I learned it late. But it was Yeah.
Wow. Đặc biệt là được làm hoàn toàn bằng gỗ này. Yeah. Và người ta đã sử dụng khoảng 500 mét khối gỗ tròn. Yeah. Để xây dựng nên cổng tam quan nội. Yeah. Với kiến trúc trồng giường ạ. Yeah. Chị có thể nhìn thấy là hai mái, ba mái trồng lên nhau đấy ạ. Yeah. Và giữa cổng tam quan nội thì nó có bốn cái cây cột làm được làm hoàn toàn bằng gỗ, gỗ tự nhiên nguyên khối đấy ạ. Yeah. Cao 10 mét và nặng 14 tấn. Yeah. Và trong cổng tam quan nội thì có đặt hai pho tượng, gọi là pho tượng gọi là hai đức hộ pháp đấy, gọi là khuyến thiện và trừng ác. Yeah. Để mà nghĩa là khuyến thiện là khuyến khích mọi người làm việc thiện, và trừng ác là răn đe người đời là không nên làm những việc ác việc xấu. Và hai vị hộ pháp thì với cái mục đích là để khuyến khích mọi người sống để vươn đến chân thiện mỹ và làm những điều thiện và tránh những điều ác. I don't want to film this. I'll film it. Aww. Thumbs up. Wow. Yep. We are stopping at the main pool of Buddha Sakyamuni. Yeah. See. Left in the center of the main pool with the statue of Buddha Sakyamuni. Made of bronze inlet with a height of 10 meters. Thiên nhiên ở cái khu này đúng đẹp đúng không mọi người? Quên xe hai. Như là đây là khá là trễ để tới khu này, nhưng mà tụi gà đang ở khu du lịch sinh thái Thung Nham. Mới đầu thì tụi gà cũng không có định đi khu này đâu á, nhưng mà kiểu thấy là chỗ này cũng nổi tiếng á, nên là chạy xuống xem thử đó là cái gì. Thì thấy ở trong này có sông nước rất là xanh. Và gà nghe bạn kia nói thì ở trong này có hang bụt. Mọi người rất là hay đi vô đây để thăm hang bụt, với lại một cái khu kiểu giống như là vườn chim á. Đó. Nhưng mà nói chung ở đây xinh lắm luôn ấy. Kiểu gà thì cũng không có nghiên cứu nhiều về hang bụt hay là chỗ vườn chim, nên là cũng không biết là nó có như thế nào, và không biết là mình có kịp thời gian để tham quan hay không. Nhưng mà trước mắt là cái khu viên rất là đẹp luôn. Gà thấy mấy cái kiểu giống như là khu sinh thái á, ở Ninh Bình đúng đẹp luôn á. Kiểu rất là thiên nhiên mà họ giữ gìn đúng ok luôn á mọi người. Gà thấy mấy kiểu rừng núi này rất là nhớ Đà Lạt. Nhưng mà gà thấy là có vẻ là Ninh Bình đẹp hơn Đà Lạt rồi đó. Nhưng cái này gà không biết nha, tại vì bình thường ở Đà Lạt á, gà cũng không có đi mấy chỗ mà rừng núi lắm, nên là không biết. Nhưng mà ở đây đẹp lắm mọi người. Trời ơi, có người đang chèo thuyền dưới kia nữa kìa. Wow, kiểu sông nước hữu tình, non nước hữu tình. Wow, siêu đẹp luôn. Look at that. Quá xinh quá. Oh,
I'm scared. Tom Yam Bird Park. That feels like 17. Yeah. Thật là xinh xắn nên Aruna đang điên cuồng chụp ảnh. Aruna đang gãi gãi tại Aruna bị mũi chích. Aruna thật là ngốc nghếch. Kiki Aruna rap Aruna go. Ooh, there's a kid. The kid loves Aruna. No, the kid doesn't care about Aruna. Ooh, the kid is following Aruna. And the kid fell. Aruna is such a bad person. Aruna doesn't like it. Wow. It's amazing. Everything is so cute here. Đây là bún thịt nướng Ninh Bình. Lần đầu tiên ăn bún thịt nướng mà thấy vậy luôn á. Nhìn hay quá ha. Nè, quá ngon luôn. Ngược. Quá ngon, quá ngon. Không gian ăn thử là đáng nhiều. Ngon quá à. Kiểu thịt siêu mềm luôn á. I love it. I love it as well. Cái xiên nướng ở đây á mọi người, họ bỏ trong một cái xiên luôn á, kiểu một cái xiên xong rồi freshly made luôn á. Còn đây là bún lá. Đây người ta thấy ăn bún lá nha. Ngon ngon luôn á. Damn, I'm loving it. I've never been here. So you should feel special. Sao lại bao nhiêu khách đến? Quảng cáo cho chị. Ồ, miễn phí luôn. Quá ngon. Too good. Do the reaction, Aruna. Go, go, go. Anh Nhân. Đây là Đầm Vân Long. Trông rất là đẹp luôn. Thiên nhiên ở Ninh Bình thật là điên. Rất là điên luôn á. Mặc dù gà cũng là người miền núi á mọi người, nhưng mà cái này là điên ở một đẳng cấp khác. Quá đẹp luôn. Trời ơi. You can hear the sound of cricket. Not cricket. Quá đẹp. Đẹp quá mọi người ơi. Yes, the kids gather. Đầm Vân Long. Xinh quá trời cái tuyến đường này. Mặc dù buổi sáng thì tại vì trời nắng quá nên tụi gà không có đi chèo thuyền ở Đầm Vân Long được. Tuy nhiên đến chiều các bạn thì không thể nào bỏ qua tiết mục đi chèo thuyền ở Tràng An. Gà đã tới Tràng An một lần rồi. Tuy nhiên là kiểu mặc dù là lần thứ hai tới nhưng gà vẫn cảm thấy rất là kiểu ngạc nhiên đó các bạn. Tại vì thực sự là cảnh quá là đẹp luôn. Và nói chung là đẹp quá trời. Gà sẽ không nói gì hết, chỉ chèn nhạc thôi để mọi người có thể tận hưởng cảnh nha. Friends are getting married, they're all settling down. So while they hear what's the ceiling fan go round and round. And it's always gone too fast, like a trip to the beach or the life of James Dean. It kills me to think I'm avoiding the pill. I
Đến tối thì tụi nghe đi thăm phố cổ Hoa Lư. Thì nghe nói đây là cái phố cổ mới xây đó mọi người. Nó là kiểu retro vibe chứ không phải là kiểu hàng vintage hẳn á. Nhưng mà nói chung là nghe thấy là tối lên đèn cũng xanh nên là muốn đi tham quan thử xem sao. Cái này tastes exactly like bánh ống. Bánh thổi á? Bánh ống á. Bao tiền sếp? It's like this is a Chinese dish, not a Vietnamese dish. No more? Get the money for me. Thank you. Vậy là kết thúc một trip đi Ninh Bình rất nóng nhưng mà cũng rất là vui và có rất là nhiều cảnh đẹp. Hy vọng là nhà có thể quay lại đây sớm thôi. Ok, hẹn gặp các bạn trong những video lần sau nha.